Hi, mình là Jun. Không biết là ở đây có bạn nào không thích ăn cơm, nhưng nếu là cơm trộn thì sẽ ăn hết cả một nồi to như thế này không ạ? Đặc biệt là cơm trộn mà có một tí lớp cháy giòn rộp rộp ở dưới đáy nồi như là các nhà hàng Hàn Quốc ấy. Mà lâu rồi thì mình cũng chưa được ra ngoài ăn luôn á. Thế nên là hôm nay mình sẽ làm cơm trộn Hàn Quốc ở nhà mà ngon y như ở ngoài hàng nha. Đầu tiên để có phần nước sốt ngon và hoàn hảo y như ở ngoài hàng của mình thì mình sẽ cho 2 thìa tương ướt Hàn Quốc, 2 thìa đường, 1 thìa giấm, 1 thìa dầu mè, 1 thìa mè rang và một ít nước lọc nha. Sau đó thì mình sẽ trộn đều tất cả các loại gia vị trên để cho chúng được tan hết ra và sánh lại như thế này là xong rồi nè. Tiếp theo thì mình sẽ đi thái nhỏ cà rốt, rau cải, mộc nhĩ và nấm hương ra. Xong rồi mình sẽ đem rau cải trần qua nước sôi và mình sẽ ướp với 1/2 thìa muối, 1/2 thìa dầu mè và một ít mè rang. Tương tự với thịt bò thì mình cũng sẽ ướp với như vậy. Bây giờ mình sẽ đi xào qua các nguyên liệu còn lại như là cà rốt, giá đỗ, mộc nhĩ, nấm hương và thịt bò. Và cuối cùng là cái phần mà mình thích làm nhất đây này mọi người. Đầu tiên mình sẽ phết một ít dầu ăn ở dưới đáy nồi để tí nữa làm cơm cháy á. Sau đó thì xếp tất cả các nguyên liệu còn lại lên trên và mình sẽ cho thêm một lòng đỏ trứng gà vào giữa nữa. Cuối cùng thì mình sẽ đậy vung lại và đun với lửa nhỏ trong vòng 5 phút. Ta-da! Vậy là món cơm trộn Hàn Quốc của mình xong rồi đây. Mọi người xem món cơm trộn này của mình trông có hấp dẫn không kìa. Mình nói thật là một nồi cơm nhỏ như thế này không đủ thấm tháp gì cho mình đâu. Nhưng mà ăn nhiều cơm quá thì sẽ không tốt. Vậy mình ăn một nồi này thôi nha.